OK, thì sẽ đi vào phần final exam nhé. Đây là một cái bài uh, nhìn chung là dạng cờ đấu đề thôi. lâu có các tính năng đầy đủ, nhưng mà gần như là nó cũng đầy đủ như kiểu lúc mà người đi làm ấy. Đó. Thì ở đây thì um, có hai cái nhé một cái là đề thi, còn một cái là phần answer. Trong này có cả post rồi, bởi vì nó khá là dài nên là sẽ có đáp án luôn cho mọi người. Thì uh, ở đây là phần uh, exam này. Thì trong cái exam này nó có một vài phần nhé Đầu tiên là thiết kế database đấy, thì đầu tiên thì uh, mọi người có thể xem qua cái thiết kế database, đấy nó bao gồm có cái bảng department này, bảng ok, rồi uh, group thôi, đấy, chỉ có ba bốn bảng vậy thôi. đấy thì uh, ở đây thì sẽ chữa cho mọi người phần department, đấy tức là cờ department và các cái trường hợp liên quan đến bảng ok như kiểu là login, quên mật khẩu, uh, đăng ký, đấy gửi mail miết các thứ thì sẽ làm cho mọi người. đấy thì đây là về database, rồi tiếp theo là về uh, backend. Ờ uh, back này thì đã break ra cho mọi người kiểu như là API các thứ là như nào ấy. Uh, tham số các thứ là gì, rồi parameter các thứ là gì. Đấy sau này thì thực ra mọi người sẽ phải tự break ra những cái mọi người nhìn vào giao diện ấy, tự động break ra. Nhưng mà đây là mới học cho nên là anh sẽ break luôn cái này. Đấy sẽ hướng dẫn thiết kế cái back nó như thế nào. Đấy thì lúc mà làm mọi người có thể tham khảo. Đấy, ba là cái phần phần end thì đây là cái phần chính, thì đây gọi là cái wireframe, tức là cái um, gọi là cái design ấy. Đấy, nhưng mà dạng wireframe thôi. thì ở đây có ghi từng tính năng một nhé. đấy và yêu cầu cho từng tính năng. đấy đầu tiên như kiểu tính năng login này. đấy thì mọi người sẽ phải thiết kế một cái kiểu login kiểu kiểu như này. Thực ra cái thiết kế này thì anh đang lấy của bên uh, của của cái app stack ấy. của cái app stack uh, của cái team đấy. đấy thì lấy luôn cái đấy. sau này thì thực ra là nhiều khi là mọi người sẽ phải tự viết cái design này. mọi người sẽ phải tự design ấy. nhưng mà ở đây thì để design cái đấy rất là lâu. cho nên là sẽ lấy luôn cái app stack đi ra theo cái stack luôn để mọi người ốp luôn cái thư viện vào ấy. Hoặc là chỉ phải chỉnh sửa một tí thôi. Đấy thì đây là trang login này. Validate các thứ thì sẽ nằm ở đây nhá. Mọi người sẽ đọc cái yêu cầu validate các thứ để mọi người làm. Đấy còn đây là cái phân quyền. Phân quyền cái này phân quyền cả trên back end phần phần lẫn phần front end, -end, -end nhá. Đấy thì ví dụ kiểu bên phần front -end thì nhiều khi nó chỉ ẩn hiện thôi. Đấy ví dụ như kiểu là thằng uh, manager này, ở đây nó có vài role, admin, manager, employee và thằng anonymous đấy thì thằng anonymous nó chỉ vào được những cái tính năng cơ bản này thôi login quên mật khẩu và thứ thôi đấy còn thằng admin thì sẽ vào có tất cả các tính năng nhé có đầu đây đầy đủ đấy còn thằng manager thì gần như là nó chỉ view thôi đấy có riêng thằng group là nó có tất cả các quyền bây giờ còn hai cái này nó chỉ view thôi và riêng cái department thì ví dụ kiểu thằng manager của department nào thì nó chỉ được view detail của cái department đấy thôi chứ nó không được view list toàn bộ đó, employee thì cái này chỉ phân quyền vào thôi hiện tại thì nó mới chỉ vào được tính năng homepage thế thôi đấy. rồi ở đây là một vài cái tính năng khác ví dụ kiểu đăng ký ở cao này đấy đăng ký ở cao thì đăng ký xong nhá thì nó sẽ phải gửi mail một cái mail active ở cao ấy đấy thì uh, sau đấy thì mọi người sẽ là vào mail mọi người bấm active và sau đấy thì nó sẽ à, uh, cái ở uh, cao của mọi người sẽ hiển thị được lên ok sẽ đăng nhập được vào đấy còn không có thì nó sẽ báo là ở cao chưa active đấy nói là làm theo giống giống cái luồng kiểu đi làm ấy để cho mọi người quen dần cái cách xử lý rồi ở đây là quên mật khẩu này đấy cũng thế bấm uh, username với password và nó sẽ tìm ra cái tài khoản mọi người là cái gì cho nó gửi mail bây giờ gửi mail thì trong đấy nó sẽ có chiều mã quên mật khẩu các thứ đấy và nó cũng sẽ tìm ra cao mọi người là gì rồi điền cho mọi người password mới ok nhỉ ngoài cốt ra mọi người cũng có thể học thêm cái design ở đây nhé bởi vì đây là design kiểu lúc đi làm người ta hay làm ấy đấy còn đây là tính năng quên mật khẩu này, à, thay đổi mật khẩu này thì cái này dễ rồi Đấy còn đây là cái homepage, homepage thì hiện tại là chưa thiết kế gì cả, nó là trang rỗng không. Đấy rồi đây là tính năng view list, view list thì là cái uh, gọi là search -soft filter, paging như bình thường không có gì cả. Đấy rồi à, khi mà vào cái uh, view detail thì sẽ thiết kế nó dạng kiểu như này. Đấy là nó sẽ có um, thằng này là một nhá, thằng detail này và có các ơ cao bên trong một thằng department à, tức là mọi người cũng sẽ phải lấy hai thông tin ra đấy và trong thằng này nó cũng có cần có xuất sắc filter dinh đầy đủ Đó. Đó có ai thương, chính là... Ok thì đây là tính năng view view detail thì trong view detail này mọi người cũng có thể add thêm ơ cao vào trong department nhé đấy hoặc là remove nó đi này ok chưa <laughs> Đấy, rồi uh, khi mà tạo uh, department này thì mọi người cũng sẽ là điền tên với lại thằng major và chọn thằng major ấy. Đấy sau đấy thì mọi người thích add luôn nhân viên thì mọi người có thể bấm vào add employee thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng kiểu như này cho mọi người add. Đấy thì mọi người chỉ cần tích vào đây xong mọi người bấm create Pass thì nó sẽ add cả nhân viên lẫn major và tên department vào. Ok chưa? Đấy, cái employee này nó là gọi là optional nhé. Có thể bấm vào không? Đấy tương tự với thằng update ở đây thì mọi người chỉ update được tên và giờ thôi còn hai cái thông tin này thì không ai lên được nó sẽ tự động nó binding nhé tự động hiển thị lên rồi đây là tính năng delete department thì mình chỉ delete được khi mà không có user nào bên trong department đó, còn có thì nó sẽ báo lộ đấy thì sẽ chữa cho mọi người đến đến phần này ok chưa một cái cờ đầy đủ và và đầy đủ và các cái tính năng như kiểu login quên mật khẩu hoặc là thay đổi mật khẩu hoặc là đăng ký đấy thì sẽ chữa cho mọi người bằng đấy tính năng còn lại mọi người sẽ áp dụng tương tự nhé áp dụng tương tự mọi người làm các cái tính năng liên quan đến ơ cao ok chưa và liên quan đến group ở bên dưới đấy, mọi người sẽ áp dụng làm tương tự thôi đấy. à quên chưa thêm cho mọi người một cái tính năng nữa nhé là import ơ cao vào trong department bởi vì bình thường á <laughs> lúc mà người ta đi làm ấy thì làm khi mà tạo một ơ cao thì nó khá là lâu cho nên là người ta sẽ có cái nhu cầu import à, import thì nó sẽ phải thao tác cái file excel Ví dụ như mọi người bấm download ở đây nhé Thì nó sẽ download được một file Excel Sau đấy mọi người điền thông tin của bao nhiêu tháng ơ cao đấy Đấy, chỉ cần up lại cái file Excel ấy lên Sau đấy thì nó sẽ đọc thông tin ra và nó hiển thị lên như này Ok chưa? Mọi người thấy ok thì bấm import, không có gì thôi à, Đương nhiên là mình sẽ phải validate trùng nhau các kiểu Ok chưa? Đúng rồi, à, mình sẽ tải xuống cái file template đấy Đấy, sau đấy thì là mình sẽ mình sẽ kiểu nhà điền thông tin các thứ và sau đấy thì mình áp lại lên đấy thì nó sẽ đọc các cái thông tin ra và nó điền vào đây Chẳng thay vì mọi người điền bằng tay thì mọi người điền nó file sao sẽ nhanh hơn không, không nó, sẽ... nó chỉ có điền ví dụ kiểu điền uh, username là gì đấy đúng không hoặc là các cái thông tin khác thôi đấy sau đấy thì muốn import và department nào đúng không đấy thế thôi thì cái này là tùy mọi người thiết kế. Đấy còn ở đây chỉ đang thiết kế dạng đơn giản thôi là bấm để import vào ấy, tức là chọn các cái thằng username nào để import lên ấy, role là gì. Đấy thì ví dụ như kiểu mình sẽ điền là username là ABC, sau đấy role là major rồi username là BCD, rồi role là employee. Đấy thế thôi, rồi lên trên này nó sẽ đọc thông tin các thứ ra rồi full name của ông đấy là gì. Bây giờ nó sẽ query xuống thằng server ấy để nó biết được các cái thông tin khác nữa. Đấy thì cái này chỉ làm demo mọi người đơn giản thế thôi. Đấy, chứ còn thực tế thì nó cũng chỉ kiểu kiểu này thôi nó điền thông tin và mình đọc thông tin ra sau đấy mình có thể xử lý cái gì xử lý ok chưa đấy thì đây là sơ qua đấy còn bên cạnh đấy thì cũng uh, viết cho mọi người một cái guideline ở đây đây là cái guideline này Để cái guideline này thì uh, ví dụ như kiểu làm từng tính năng nào đấy thì sẽ nốt qua cho mọi người vài dòng ở đây ví dụ như kiểu là tạo một cái bay project thì là sẽ setup cái gì ở đây theo các bước như nào đấy hoặc là ví dụ kiểu phần panel thì sẽ như nào đấy rồi ví dụ làm tính năng login thì đầu tiên là mình sẽ như nào sau đấy thì làm mình thực hiện các cái bước như nào để mình có thể hoàn thành ấy. ok chưa đấy thì nếu mà cần thì mọi người có thể đọc thêm cái phần guideline này nốt lại các cái bước làm từng tính năng đó đấy và bên cạnh cái bài thi này nhá thì bên cạnh cái đề bài thì nó có phần answer nữa đấy thì trong phần answer thì ở uh, uh, ở đây thì đã thiết kế sẵn cho một cái cái database nhá không thích thì mọi người có thể tự viết Đấy, còn nếu không mọi người ngại viết thì mọi người có thể lấy cái database ở đây thì nó chỉ có hai phần thôi đây một import nó vào nhé đấy thì ở đây nó chỉ có một là cái uh, structure ok chưa hai là cái data đấy, data này thì import sẵn cho mọi người rồi đấy thì đây là cái data thế thôi hey, không có gì cả ờ, cái trigger thì bỏ rồi ok đấy chỉ có hai phần thôi Đấy còn à, tương tự ở dưới này nó là các cái phần làm cho mọi người. Đấy ví dụ như kiểu là làm, làm login này. Đấy thì ở đây nó sẽ có suộc code của phần back end và phần front end. Đấy, sau đấy thì sẽ có video giải thích về từng cái này một nhá. Ô, giờ video giải thích thì sau đấy thì làm xong thì sẽ vứt ở đây nhá. Đấy, sẽ quay cho mọi người được vứt ở đây. Đấy, thì à, mọi người có thể vào trong này mọi người xem rồi mọi người làm luồng xử lý các thứ như nào Đa phần là tất cả những cái này đang hướng dẫn mọi người rồi. Chỉ có một vài cái mới mới thôi thì lúc làm đến đâu thì sẽ nói mọi người đến đấy. Đấy thì mọi người có thể tham khảo cái uh, sụp code đấy. Ok. Đây thì uh, run thử lên cho mọi người xem qua cái giao diện nhé. Đấy thì đấy là giới thiệu qua về cái uh, project. Còn đây là run thử nhá. Đấy thì mọi người có thể run cái SQL trước này. Sau đấy thì mọi người run thằng back end này. Sau đấy thì run phần front, end này. Đấy, run phần front, end lên. Đây. Đấy thì vừa vào cái nó sẽ bắt mọi người đăng nhập này. Đấy mọi người sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản giống như kiểu ở trong này nhá. Đấy thì bấm login vào này thì cái này tùy role nhá, mỗi role nó sẽ khác nhau. Đấy thì ví dụ mình đang vào role admin này. Đấy thì ở đây thì nó có hai thằng này thì chưa làm đâu, nó chỉ có khung ở đây thôi. Đấy, bấm vào đây này. Đấy thì ở đây nó sẽ có một cái cờ đây lên như kiểu giao diện kia thôi. Đấy thì mới để sót này. Đấy, sắp xếp các kiểu. Rồi thì mọi người để bấm vào một thằng. Đấy bấm vào. Đấy thì nó ra cái trang đi theo thì đây là thông tin của người tạo này thông tin của manager các thứ này đấy rồi ở đây nó cũng có get ôn các cái account ra đấy thì mình thích thì mình có thể remote nó đi ok chưa đấy mình có thể remote nó đi đấy. rồi cũng có thể filter các thứ này đủ ok để ngoài ra thì mình có tạo ơ cao để tạo ơ cao thì mọi người chọn manager này để xong mọi người có thể bấm add e play này đấy thì mọi người tích vào thôi đấy. thì nó sẽ add vào ấy Ok chưa? Đấy sau đấy thì mọi người bấm create này. Oh, ví dụ kiểu CO2 chẳng hạn này. Bấm create cái này. Đấy thì nó sẽ ra thông tin ở đây. Đấy thì như cái thông tin mà mọi người vừa chọn nó sẽ chọn ở đây. Đấy bấm vào thì nó sẽ ra mấy thằng mà mọi người vừa chọn. Ok chưa? Chúng ta nhìn giao diện đơn giản này thôi chứ làm phức tạp hết đấy. Ok chưa? Đấy thì tương tự với lại các cái tính năng update rồi delete nhá. Đấy thì tương tự. Thì đây là cái giao diện. Còn ngoài ra thì mọi người cũng có những cái tính năng khác như kiểu là quên mật khẩu này. Đấy, mọi người điền mail các thứ vào sau đấy thì nó sẽ gửi mail đến cái mail mà mọi người điền ở đây đấy, sau đấy thì mọi người bấm vào link ở bên trong đấy, sau đấy thì mọi người bấm reset password các thứ điền password mới như kiểu trong cái gì ra đấy, hoặc là cái tính năng đăng ký này đấy, đăng ký xong thì nó cũng sẽ bấm đăng ký thì nó cũng sẽ gửi mail để kích active cái account ấy Đó. Đấy, còn ngoài ra thì nó cũng có cái tính năng thay đổi mật khẩu ở đây đổi mật khẩu thì phải login vào nhé, đấy bấm vào uh, trên password này, đấy thì uh, mọi người có thể điền password cũ mới các thứ vào đây, đấy, sau bấm trên password thì nó sẽ lưu xuống thôi ok chưa? Đấy, thì đấy là cơ bản về cái này, sau đấy thì sẽ hướng dẫn mọi người làm từng tính năng một nhá, ok.